Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Khai Dân Trí, câu hỏi đầu tiên của một người làm việc ở trong vấn đề là bộ máy của vấn đề là đảng ở tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Lisa ơi, Lisa có thể cho mình biết tại sao thành phố Hồ Chí Minh cắt giảm ngân sách hay không? Trong khi đó, không biết cắt giảm ngân sách thì tiền như thế nào? Và vấn đề là khi bằng là Lisa có thể cho mình biết hay không? Rồi, trả lời cho anh cũng như là cho bạn biết. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, thật ra là Sài Gòn ngày xưa là một thủ đô kinh tế của cả một đất nước. Cái lũ Ba Đình, cái lũ ngoài ở ngoài Ba Đình, cái lũ ở ngoài vấn đề là kêu bằng đó là Hà Nội, không bao giờ họ làm kinh tế được. Bởi vậy cho nên Bộ Chính trị nó kêu cắt giảm ngân sách ở trong thành phố Hồ Chí Minh để mà gom tất cả những cái tiền bạc để mà đóng ra ngoài Hà Nội để nuôi một cái bộ máy cồng kềnh ở ngoài đó. Chỉ vậy mà thôi. Cho nên nếu ai thông minh, ai khôn thì đừng bao giờ vấn đề là làm việc cho đảng. Bây giờ thấy rõ ràng rồi đó, nó mất tiền hết trơn rồi đó. Thật sự bây giờ gần như là Vietcombank rồi nhà băng thương mại cổ phần và không biết bao nhiêu vấn đề là cái bằng là bây giờ từ từ đăng lên đài truyền hình hết trơn rồi đó. Lisa đã nói rồi, họ sẽ đổi tiền. Nhưng mà bây giờ người dân đã bị động thì họ không đổi tiền thì họ ra cái chiêu bài để mà họ cướp. Thiệt ra ngân hàng với đảng Cộng sản Việt Nam họ ăn dơ với nhau hết trơn rồi. Họ không có tiền hoặc họ không đưa tiền cho người dân lấy ra mua vàng, mua đô la. Thì họ giả bộ, họ nói rằng là tiền bạc họ không đưa hoặc bị hacker. Cô này không có tiền bạc. Họ cố tình họ làm như vậy để cho người dân Việt Nam phải tìm luật sư đi kiện, đi cáo. Rồi họ cũng giả bộ, họ đi ra, họ xử. Cứ kéo dài năm này qua tháng nọ, tháng này qua tháng kia. Gần 5 năm, gần 10 năm như vậy. Để chi vậy? Cứt trâu để lâu sẽ quá bùng, bắt đầu chạy đi thưa gửi, thưa hoài, thưa quỷ, cứ kêu ra xử tới xử lui hoài, nó cũng giả bộ như vậy, để mà nó kéo dài đi cái thời gian, để nếu bây giờ sau này, một hai năm sau nó có đổi tiền, hoặc là bây giờ nó không đưa tiền ra ào ạt nữa, thì kể như là nó cứu vãn được nền kinh tế của nó. Nhưng mà cái đảng đỉ của tụi bay đó, nha, tụi bay làm những cái chiêu trò này tụi bay rất là ác độc. Kể cả cái dịp mà vấn đề là Merry Christmas, tức là cái lễ Noel, cái lễ Chúa sinh ra đời, mà tụi bay cũng âm thầm, tụi bay họp trong Bộ Chính trị, tao nhận được cái chỉ thị là tụi bay ra lệnh cho tất cả mọi người đều vào những cái giáo dân liên kết với nhau để mà tụi bay muốn phá đi cái lễ dịp Giáng sinh của Chúa. Tụi bay muốn bãi bỏ đi cái lễ mà truyền thống của trên toàn thế giới người ta công nhận như thế này. Tụi bay cứ làm đi, tụi bay đập chùa Liên Trì, tụi bay đưa hình thằng chó đẻ Hồ Chí Minh vào trong chùa, tụi bay tạo dựng lên một cái đạo, tụi bay giả dờ, tụi bay làm, tụi bay giống như là quỷ ma như vậy. Rồi tụi bay sẽ hứng lấy những cái thiên tai trừng phạt tụi bay đó, cơn bão số 10 từ ở Quảng Nam, Đà Nẵng nó sẽ đánh vô tới tại những đây là kêu bằng đảo Phú Quốc đó. Sức gió của nó những đây là trên, những đây là kêu bằng đó là giật cấp 17, 18 luôn đó. Tao cho tụi bay bỏ cái thối mất dạy của tụi bay, nha. Một cái tỉnh Lào Cai là cái cửa ngõ của đất nước Việt Nam mà bây giờ nó kéo pháo ở bên Tàu Cộng, nó pháo nó đem qua rừng rừng rộ rộ. Tụi bay sợ quân đội đứng lên, tụi bay sợ chia cắt ra, vấn đề là kêu bằng là vĩ tuyến 17 như ngày xưa. Cho nên Bộ Chính trị tụi bay giả bộ đăng những cái tin là triệu cấp thằng Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu Nguyễn Phú Trọng phải từ chức. Tụi bay chơi cái màn mãi võ Sơn Đông không qua mặt được đâu. Thằng Phú Trọng nó đã mở cửa sạch hết trơn ở ngoài, vấn đề là từ Móng Cái, Lầu Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, nó sẽ ào ạt đi vào. Mà một khi mà nó đã vào được nước Việt Nam rồi là nó sẽ làm cỏ sạch sẽ hết ở tại miền Bắc. Xong rồi từ cái bằng đạt ở miền Bắc đó nó mới đi vào miền Trung và đi vào miền Nam. Khi mà ở ngoài miền đất miền Bắc mà pháo nó pháo kích lên nó bị động rồi là nó nhận được chỉ thị là ở miền Trung cũng nổi lên. Formosa, những cái người lính trong quận Bô Xít, ở vấn đề là đèo Hải Vân nó ào ào ra. Ở miền Tây nó cũng tràn lên. Ở bên phía dưới Tây Nam Campuchia nó cũng vấn đề là kêu bằng đưa quân nó ra. Coi tụi bay làm nổi hay không?
coi tụi bay làm nổi hay không nha. Trời đất tạo quá, đứng tối cao, tức là vấn đề là kêu bằng là sông núi nước Nam vua Nam ở, cho chúng ta ban tặng cho một cái bản đồ hình chữ S. Nó giống như là một cơ thể của một con rồng vậy đó. Tổ tiên của chúng ta gìn giữ cái đất nước Việt Nam này như là cha mẹ sanh ta ra để mà chăm chút ta. Rốt cuộc ngày hôm nay tụi bay là một cái đảng chó đẻ tụi bay hủy hoại cái thân thể của đất nước Việt Nam. Tụi bay khốn nạn vô cùng, đem một cái đảng chó đẻ cộng sản vô, rồi bây giờ còn bà đặt ban tuyên giáo, bà đặt làm cò mồi cho mấy cái con ngựa. Mà vấn đề là kêu bằng giả bộ nói ta đây là Việt Kiều, để mà về Việt Nam bắt đầu là giả bộ phản đối lại, nói rằng ở bên Mỹ có tắm nóng được hay không. Ờ à, đúng rồi, ở bên đây đâu có tắm nóng, thấy không? À, bên đây ta tắm hơi không à. Còn cái bình nước nóng người ta vô người ta ngồi đó, mẹ nó đánh lên nó massage người ta luôn đó. Bà đặt hết ngồi đá giếng. Tụi bay tắm nóng ở Việt Nam hay quá, có ngày nó nổ bình nước nóng, mẹ nó ra nó vuột da tụi bay, nó banh thịt mẹ tụi bay, chồng tụi bay bỏ tụi bay, bây giờ ba con ngựa. Bà đặt tắm nóng, trời ơi, ở bên Mỹ này đó ha, một cái nhà nào mà bị nổ một bình nước nóng có bao giờ có không? Không bao giờ có. Mà ở Việt Nam ta nói nổ liên tu bất tận luôn đó. Nó nổ một cái bình nước nóng mà gọi là làm quản nó vô tắm xong rồi nó giật mẹ nó, vấn đề là như là cá lóc bị đập đầu ở trong tổng. Bà đặt ở đó mà bà đặt lên trên đây nha. Yeah. Lên đây rồi bắt đầu giả bộ lừa bịp dân tộc Việt Nam, rồi nhiều cái lũ dư luận viên chó điên á, những người nào mà không biết đi vô hỏi nó, cái nó nói ở bên Mỹ này á, thượng nghị sĩ cũng là cha truyền con nói vậy, ngục vậy đó. Bởi người dân Việt Nam quá ngây thơ mà, nó chặn mẹ, nó đâu có cho mọi người dân Việt Nam thấy được những cái tin tức ở bên Mỹ này hả. Cho các bạn biết, một ông tổng thống nước Mỹ cũng chỉ làm được có 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ chỉ có được 4 năm thôi, tức là ông ta làm được chỉ được 8 năm nếu ông ta xây dựng và làm được cho cái đất nước Mỹ này. Còn ông ta làm không được, chỉ có 1 nhiệm kỳ là 4 năm, là đi xuống để bầu một người tổng thống khác. Kể như thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ đều phải được, chứ đây là người dân được tín nhiệm của cử tri bầu lên, chứ không có dụng mà cha truyền con nói như là cái lũ chó đẻ đảng cộng sản Việt Nam. Cho nên những cái thành phần mà dư luận viên đầu bò ốc thú tụi bay, những cái ban tuyên giáo của tụi bay lên đây mà bày đặt tụi bay tuyên truyền để mà tụi bay lừa bịp người dân Việt Nam, với cái thời đại internet này tụi bay không thể nào mà tụi bay che được ánh nắng của mặt trời. Ngoại trừ tụi bay đừng bao giờ tụi bay làm những cái chuyện thất đức. Còn nếu mà tụi bay lừa bịp, tụi bay gian xảo thì bức tường nào cũng lọt gió trong cái thời đại mà thế kỷ 21 này. Tụi bay vấn đề là cho giao lưu, tụi bay treo cái cờ của thằng Tàu cộng lên, tụi bay để 6 ngôi sao luôn ở tại vấn đề là Lào Cai. Rồi bắt đầu là quân phục có nhìn coi không biết bên nào là ta, bên nào là địch luôn. Tụi bay để cho quân xâm lăng của thằng Tàu Cộng nó trở lại, nó tàn phá cái đất nước Việt Nam, nó tàn phá cái cơ thể của một con rồng, nó tàn phá hết đi vấn đề là kêu bằng nguyên khí của đất nước Việt Nam, thì làm sao còn sự sống được. Sớm hay muộn đất nước Việt Nam cũng bị hủy diệt, con người Việt Nam rồi đây cũng sẽ bị hủy diệt. Hiện bây giờ là những người dân ở Việt Nam, bản đồ hình chữ S của Việt Nam là một con rồng, nó đang ung thư trong cái thời kỳ mà gần cuối cùng rồi đó các bạn ơi. Bởi các bạn thấy không, cái đầu là cái đầu rồng là ở ngoài thủ đô Hà Nội, nhưng mà bây giờ nó đã mở mẹ cái miệng ra rồi, nó đã cho thằng Tàu đem pháo vô Lào Cai rồi, nó đã cho Tàu xâm lấn vô, Tàu cộng xâm lấn vô để mà từ từ bắt đầu là lấn dần. Tao nói từ cái đầu của con rồng mà nó đập nó cắt lỗ tai, nó cắt lỗ mũi mẹ hết trơn rồi, thác bản gốc ải Nam Quan, từ từ cắt mẹ dâng hết cho thằng Tàu cộng. Bây giờ còn cái hộp sọ mà nó cũng không tha nữa. Trời ơi, cái đầu rồng là người ta phải là bây vào là phải là canh chừng cho nó thật là vững vàng. Tự nhiên thằng chó đẻ trộm lũ những chỉ thị của Tàu Cộng bắt đầu là kêu là tháo gỡ bỏ hết sự phòng vệ, mở cửa để cho đó những cái đoàn xe của Tàu Cộng vô. Rồi bây giờ mẹ nó ra Tàu Cộng vui như ngày tẩy hội, nó không đưa xe vô, nó chạy vô du lịch, mà bây giờ nó đưa mẹ pháo vô, nó đưa pháo binh, bây giờ nó từ cái cửa là khẩu của Lào Cai, Lisa nhận được tin tức nó đưa pháo vô, nó đụng một trái pháo một cái thôi là chết biết bao nhiêu người, nó tàn phá, tao nói sạch sẽ hết cái đất nước Việt Nam đó.
quân đội ngồi đó mà vấn đề là vẫn chơi đi, ngồi đó mà cười đi. Bà đặt nghe nói bộ chính trị nó triệu thằng Tổng Lú, có bắt đầu cái bộ ngồi cười, nó dương đông kích tây mà thôi. Nếu mà nó triệu thằng Tổng Lú là nó đã diệt chủng, nó đã ám sát chết mẹ thằng Tổng Lú rồi, chứ không bao giờ mà nó triệu thằng Tổng Lú được. Ở trong bộ chính trị nghĩ sao 16 thằng bộ chính trị, trong đó 14 thằng là tình báo Hoa Nam, mà nó triệu thằng Tổng Lú để làm gì hả? Nó không nhổ được một sợi lông của thằng Tổng Lú nữa. Cho nên cái quân đội đó ngồi đó mà ngục đi. Những cái thằng mà vấn đề là yêu nước ở Việt Nam đó ngồi đó mà vấn đề là tin tưởng ở bộ chính trị, ở sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và nhà nước đi. Nha. Thấy không? Con rồng thì nó có cái trán, nó có cặp mắt. Mà cặp mắt của con rồng Việt Nam là cặp mắt thần. Nó có thể nó nhìn, nó kiểm soát khắp cơ thể mọi phương. Nhưng mà rốt cuộc rồi con mắt thần của con rồng Việt Nam thì bị trấn yếm bởi cái lăng Ba Định. Ngay thủ đô Hà Nội, cặp mắt của con rồng chuẩn bị nhìn đi hết. Ở tại Hồ Gươm đồ kia, vấn đề là những cái nơi mà vấn đề là kêu bằng là cái đầu của vấn đề là kêu bằng là con rồng bị yếm mẻ hết trơn rồi. Đến nỗi là bây giờ nó rùa ở Hồ Gươm cũng nổi lên mà chết. Những công ty, những đường xá, cây cối gì ở Việt Nam bị chặt sạch hết. Để sau này thằng Tàu Cẩm nó bắn tên lửa qua cho dễ chút. Những cây cổ thụ mà cả trăm năm, cả ngàn năm rốt cuộc rồi bị thiêu hủy hoàn toàn. Những cây cổ thụ là những cái vảy của con rồng để mà bảo vệ, thải ra những cái oxy để cho con người hít thở được, hoặc là nó hít những cái khí độc carbonic đi vào. Mà rốt cuộc là thằng Tàu nó đâu có chịu. Nó giả bộ nó chặt hết những cây cổ thụ này để không có oxy, không có hút chất độc, để mà nó thải độc ra đất nước Việt Nam, để mà nó làm cho ô nhiễm nước, ô nhiễm môi trường, nó thải độc ra như vậy để cho người dân Việt Nam hít cái độc này vô mà chết. Chết từ 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 từ. Mà những cái lũ mà dư luận viên chó điên, những cái em mà trẻ trâu mới sinh ra, nước mắt ra ngu dược độn, dốt nát, không thấy được cái tình hình mà mình đang bị bệnh, mình đang chuẩn bị chết, mà lên đây mà đặt binh vực cho đảng, cho bác nhé. Thấy không? Đó. Đó. Nó thư nó yếm cái lăng của thằng Hồ Chí Minh đó, thằng Hồ Tập Chương đó. Sao? Cái đầu á thì nó tanh bành như vậy, nó bị sida như vậy, còn tới riêng cái xương sống của con rồng thì sao? Cái xương sống của con rồng tưởng sao? Hội An bắt đầu là nó xả lũ sao mà cho ngập mênh mông hết trơn. Trời ơi, phố cổ Hội An con mẹ gì mà bây giờ chèo xuồng giống như là mẹ nó ra ở dưới miền Tây vậy đó. Ta nói nó vui như là ngày tẩy hội. Bắt đầu là cái bằng sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Cô dâu đi ra té một cái bịch, chú rể ẩm lên, hai người lên trên cái ghe đứng. Ta nói lắc lư ở phố Hội An. Trời ơi, lồng đèn ở phố Hội An con mẹ gì đường xa. Ta nói hả cá nó lội tung tăng nó vô. Trời ơi, quỷ thần ơi, nước nó chảy ào ạt ào ạt ào ạt đó, đúng rồi đó, đó Hội An đó. Đẹp ghê không? Vui ghê không? Ta nói vui như ngày tẩy hội vậy đó. Thấy không? Thấy không? Trấn. Trấn ở tại Hội An. Thấy không? Rồi. Bây giờ mà nói tới con rồng châu Á thì chỉ có nói tới thằng Hàn Quốc nè, nói tới thằng Singapore nè, nói tới thằng Thái Lan thôi, chứ Việt Nam bây giờ là trở thành con lãi hay là con dung rồi, chứ con rồng con mẹ gì. Tao nói vậy kỳ gì, nó chặt sạch sẽ trơn, tủi lủi hết trơn rồi. Tao nói nằm mẹ nó ra án binh bất động, nằm cửa quậy. Bây giờ tao nói nó vui như vậy đó. Hay không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì chân của con rồng nó có bốn cái chân, là Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc, Phú Quý, nó chặt rụng hết trơn rồi. Hai ở ba bốn chân mà nó chặt mẹ nó cái chân ở Hoàng Sa rồi, còn cái chân Trường Sa nó đang hứa lặt lìa lặt lội, chuẩn bị nó chặt đứt luôn nữa giờ nè cho nó vui. Rồng bay hay rồng lượn trong tương lai, rồng nó chặt mẹ đứt mẹ nó mấy cái chân hết trơn rồi, còn đâu móc vuốt đâu nữa, lượn bay. Con rồng người ta là vấn đề là cái bằng đó là rồng bay phượng múa, còn bây giờ con rồng ở Việt Nam là thuộc về là mẹ con rồng đất, con rồng nó nằm chình ình, nó ăn đập, nó trướng cái bụng, nó lên sình, nó lên thúi. Ta nói hả vậy sắp bơm bo rồng gì. Cái này là thuộc về trùng dế á, thuộc về con trùng con lãi chứ con rồng gì mà mình đặt con rồng. Đó, để cho tuổi trẻ Việt Nam, các bạn ở Việt Nam các bạn nhìn đi, các bạn sáng mắt chưa? Những người nào nghe lời Lisa khôn ngoan thì đút tiền ra bây giờ đỡ rồi, thấy không?
Còn những người không rút tiền ra bây giờ chạy lên mà cầm giấy đứng ở ngoài trước đó mà phản đối. Rồi nó với bộ nó chim mò nó kêu đi vô thưa gửi đi. Vô thưa gửi thì mẹ nhà băng nó có tiền nó gom nhiều tiền quá nó vô nó đút cho thằng chánh án này. Thằng chánh án kia bắt đầu nó với bộ nó ngồi nó gõ một cái. Số tiền của cô ở đâu mà cô có 4 tỷ đồng. Cô phải chứng minh số tiền của cô gửi vô 4 tỷ đồng. Cô nói cô gửi vô 4 tỷ đồng đây là cái hồ sơ khống. Bởi vì thời đại internet văn minh cho nên thế lực thù địch nó có thể nó làm lên cái tờ giấy ngân hàng cho cô được. Bây giờ tờ giấy ngân hàng của người ngân hàng nó đưa cho tôi coi nè. Cô không có đồng bạc nào hết trơn nè. Cô thấy không? Thấy không? Đây nè rõ ràng là tài khoản của cô nè. Cô rút ra hết trơn là đâu còn đồng bạc nào đâu. Bây giờ cô đem cái tờ giấy của cô vô cô đem cái sổ tiết kiệm với cô ở tù đi. Mẹ cái này là đang lừa đảo ngân hàng nè. À, đi vô ở tù cho tao. Giống ông Minh nào mà đi kiện Tân Hiệp Phát đó. À, kiện cái cha mà có hai con ruồi đó. Mày làm tiền với ông tao nắm đầu mày vô tao nhốt mày vô trong tù liền. Mặc dù chai nước có hai con ruồi mà nó nói thằng Minh này đó là mở cái nắp chai ra. Thọt hai con ruồi vô rồi đẩy nắp chai lại. Trời ơi thằng cộng sản mà chuyện gì nó không làm. Nha không? Đi kiện đi, nha không? Đi thưa đi. Rồi bắt đầu là cầm giấy tờ đó. Tưởng tao là mình chắc ăn như bắp. Rồi cầm giấy tờ lên mà thưa kiện Lisa nhận được cái nguồn tin. Nó lo lót tiền cho chánh án rồi tự động. Nó là chủ ngân hàng mà. Bắt đầu nó đánh lên, nó làm cho tao nó lộn tầm phèo hết. Biển nay rút ra 200 triệu, ngày mai rút 400 triệu. Mà thiệt là con tao đâu có rút đâu. Nó ghi vô rút ra đàng hoàng. Nó đưa một cái sổ khống lên như vậy nè. Rồi nó cầm lên là còn có không có còn đồng bạc. Nó cầm lên cho chánh án. Tao chánh án coi, cô biết chữ không? Dạ tôi cũng biết, tôi mới học lớp 5 tôi cũng biết chữ. Nè cô coi đi nè, đây là giấy tờ của ngân hàng đưa ra cô rút hết trơn rồi nè. Đây nè, ngày vấn đề là Hồ Chí Minh nó mới ra đời cô rút đi 200 triệu. Rồi ngày ông cố nội nào của cô chết đó cô rút ra 100 triệu. Rồi ngày con của cô ỉa không ra cô rút ra 200 triệu nè. Thành ra bây giờ 4-5 tỷ của cô là cô rút ra trơn rồi. Cho nên ngày hôm nay là zero balance nè, thấy không? Tổng cộng là cô không có đồng bạc nữa chứ. Ủa trời ơi, ngân hàng những này là đưa cho tôi giấy tờ này đâu có, ngân hàng gửi. Trời ơi, thời buổi internet á, mẹ tụi phản động, thế lực thù địch nó giỏi lắm, nó làm ra 80 cái tờ giấy đó cũng được nữa. Cho nên cô cầm mấy cái tờ giấy này lên tôi đâu xử đâu. Thôi đi cô về cô tìm luật sư đi, hoặc là bây giờ tôi xử cho thằng ngân hàng thắng kiện. Rồi xong, trả về đó mà ngồi khóc. Rồi bắt đầu nhiều người tức quá, ấm ức quá, bắt đầu là bán nhà bán cửa để tìm luật sư. Mà luật sư trong nước Việt Nam thì thôi khỏi nói rồi. Mẹ mày mạnh bằng đồng tiền không? Luật sư hả? Tao cho mày luật sư. Tao tước bằng mày một cái một chứ đâu mà mày luật sư. Trời ơi, mày lãng quảng đi, tao lấy bằng mày lại cái một. Mẹ nó ra tao là luật, luật là tao nè. Ở đó mà mày luật sư hả? Cái đất nước xã hội chủ nghĩa này ai cho mày có cái trình độ mà mày vô mày cãi mày làm luật sư hả? Mày làm luật sư là mày chỉ cãi ba cái chuyện vớ vẩn nào là chém nhau, đâm nhau, ly dị nhau. Thì mày đã được quyền mày cãi thôi. Còn đụng tới tiền bạc, đụng tới đạn, ai cho mày? Mày có cửa mày nói chuyện ở đây à? Đồ cái thứ lớn lối. Mẹ mày luật sư gì? Mẹ tao cắt mẹ nó, tao lấy mẹ bằng của mày cho mày luật sư. Mày luật sư tao dựng mày cho mày dựng lên đâu con mắt luôn nữa cho tao mày luật sư à? Mày nói chuyện luật với tao à? Hả? Ai cho phép mày nói chuyện luật ở đây? À, thấy không? Cho nên các bạn bây giờ có tiền bạc mà các bạn còn để ở trong ngân hàng hoặc là còn sợ đem về nhà mình cất, sợ bị trộm cướp, đem ra ngân hàng gửi thì chẳng khác nào trao trứng cho ác. Thằng bí thư chủ tịch Yên Bái tại sao ở nhà nó không dám để tiền, nó sợ trộm vô ăn cướp. Nó đem ra mẹ nó ra vấn đề là cả 100.000 đô, nó đem nó để trong vấn đề là văn phòng của nó trong tổng vậy, nó giấu trong văn phòng nó vậy. Suy nghĩ đi, một cái xã hội bất an như vậy đó. Nha. Tao nói cái xã hội Việt Nam, cái đất nước Việt Nam hình chữ S con rồng Việt Nam bây giờ nó bị trói chân trói cẳng lại hết trơn rồi. Tao nói Hoàng Sa, Trường Sa, Gạc Ma, đảo đá gì mẹ nó bị trói mẹ nó, mấy cái chân cẳng, mấy cái móng vuốt của con rồng Việt Nam nó trói mẹ trơn, nó bắt đầu nó chặt đứt hết trơn. Mẹ con rồng còn có cái trái tim thôi à. Nhưng mà bây giờ trái tim của con rồng Việt Nam bây giờ lưu thông máu, nó không có lọc được oxy cho cơ thể luôn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái trái tim của con rồng nó nằm ngay cái Formosa, nó thải mẹ, nó đọc ra rồi làm sao mà lọc được máu? Hả? À, làm sao nó bơm máu lên được? Cả một cái vấn đề là cái quả tim nó nằm trình hình ngay cái Formosa Hà Tĩnh, mẹ nó ra nó thải ra độc chết, tao nói hấp tiêu tùng ở trong tính, nó tới nỗi mà cá sò mà không còn sống nổi nữa mà. Làm sao mà thở đây? Làm sao mà bơm máu vô cơ thể đây? À, làm sao?
Trời ơi đất ơi, nó giết ở bên ngoài nguyên khí rồi nó giết luôn ở trong trái tim luôn, tim gan tỳ thái thận nó giết luôn, nó thả độc ra cho giết hết những cái san hô, nó giết hết cá, nó giết hết cua, nó giết hết sò, thậm chí nó giết tới con người luôn. Nhưng mà những thằng chó đẻ bưng bô cho Tào Cộng thì lên trên đài bô bô cái mỏ là do thảo độc, do thảo đỏ, do vấn đề là biến đổi khí hậu, nhưng mà bây giờ biển trở lại bình thường hết trơn rồi. Thì đúng rồi, nó bình thường hết trơn, tại đâu còn cá nào sống nó đâu không bình thường, đâu có còn thấy cá nào lội nữa đâu, thì biển nó trở lại bình thường rồi đó, thấy vui ghê không? Nước biển xanh lè xanh lét đó, trở lại bình thường rồi, nhào xuống dưới tắm đi đó, rồi về nhà tao nói nổi lên vậy như là vậy cá luôn đó, bình thường rồi. Biển nó trở lại bình thường rồi, đâu còn cá nổi lên chết nữa đâu. Thằng cộng sản nó chơi chữ mà, lúc mà cá chết mẹ tấn 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 nó thì chết mẹ tao rồi, nhưng mà tới lúc mà chết mà không còn con nào sống tao, nó tới nỗi mà san hô cũng chết luôn, thì nó bắt đầu khi không còn nổi lên nó nói bà con nghe yên tâm nha, biển nó trở lại bình thường rồi, giờ không thấy cá nào chết hết, chứ còn con nào sống đâu nữa mà chết, cho nên vậy là bình thường với đạt rồi đó. Biển trở lại bình thường rồi đó. Thấy không? Trời ơi, tao nói bây giờ hả, người dân Việt Nam ăn ba cái đồ độc, tao nói bây giờ nó làm độc, tao nói tới nỗi rau muống mà nó cũng để quá chất vô, nó ngâm cho xanh lè xanh lét, nó làm cho vấn đề là kêu bằng là ngục ngục phủ lũ tạng, vấn đề là tiêu tùng tán đường hết trơn. Lá phổi thì bị hủy diệt như là kẻ mà nghiện thuốc lào. Rồi vấn đề là kêu bằng nó là hả mẹ nó ra cái nơi mà để cho con rồng mà nó ưởng mình, hoặc là vấn đề là nó núp đồ kia đó là ở trên rừng thì nó chặt nó phá mẹ, tao tới nỗi bây giờ hả ta nói không còn con nào mà sống ở trong cánh rừng Việt Nam được, trong khi qua bên Lào coi thấy ham luôn, qua Thái Lan coi khỉ nó nhảy nhót đồ kia nó hót đồ kia líu lo, ở Việt Nam không còn con nào hết trơn. Tao nói cọp mà hả mẹ nó ra vấn đề là tao thấy mày rồi là tao bắn mày chết mẹ mày liền. Mày mới có chừng 2 tháng thôi nữa, tao cũng bắn mày chết đó, tao lụm về để tao nấu cao hổ cốt để cho tăng cường sinh lực, không có con cọp nào con sống hết trơn. Còn tê giác là cắt mẹ nó cái sừng đi, rồi bỏ cho mày chết mẹ mày luôn đi, tao lấy sừng tao đi bán. Còn nai á hả, tao cũng cắt mẹ nó đi cái như cái gạt của mày luôn, cho mày khỏi sống luôn. Còn khỉ hả, tao bắt vô hả, tao trói chân mày lại để mà tao vấn đề là nạo cái ốc của mày ra để tao bán ốc cho người ta ăn, ăn vấn đề là ốc khỉ cho người Việt Nam khôn ra. Rốt cuộc là không thấy khôn đâu hết trơn, cây cầm xe đạp không biết làm ra. Mà tối ngày cứ rủ vô ăn ốc khỉ không à. Đó, ăn để cho khôn ra mà có khôn đâu, có khôn nào ra đâu. Nặng chanh được kia vô ngồi lấy muỗng múc ốc ăn, mặc cho con khỉ nó nhăn, nó nhó, nó ngồi, nó khóc, nó chết vậy, nhưng mà kệ nó ăn cho nó ngon. Đó, ta nói rắn kỳ đà ở Việt Nam cũng ăn xỏ láng hết trơn, không còn con nào mà sống ở Việt Nam được hết trơn. Ta nói nó ăn mà kêu bằng từ ống chí đái, ăn tàn sát sinh linh mà, bởi vì ngày xưa ở trong rừng mà, cho nên đụng con gì cũng ăn hết trơn. Rồi bây giờ đi ra không còn con nào mà sống nữa chứ. Trời ơi, đến nỗi con voi nó còn đem nó xẻ thịt nó ăn, cá sấu nó còn đem ra nó bán nó ăn nữa, thôi khỏi nói rồi. Cá sấu ở nước ngoài người ta đâu có rớt tới thịt của nó đâu, nó ăn thịt sống nó tanh đâu ai ăn đâu, mà ở Việt Nam ăn xỏ láng hết rồi, thiếu điều ruột già ruột non gì cũng ăn mẹ nó, ăn vậy mà không bệnh không sida cũng uổng, ăn vậy mà không ung thư cũng uổng. Ta nói cây ở rừng chặt mẹ hết trơn rồi, rồi bây giờ trong thành phố những cái cây trong thành phố cũng chặt mẹ hết trơn luôn, bắt đầu đem ba cái cây mỡ cây dầu nào đó về trồng để cho sâu nó thiệt là nhiều, nó bám vô trong trỏng, để mà vấn đề là chị em phụ nữ đang đi ra cái con sâu nó rớt xuống cái bịch cái la làng lên, tuột quần tuột áo ra mà chạy la làng lên đó, bắt đầu con sâu nhục nhất em không dám bắt, con sâu chết ngắt em bắt cho anh xem đồ kia đó, vui má. Đem cái mỡ cái dầu ra tao nói trồng, thay vì cổ thụ người ta sống cả ngàn năm cả trăm năm tàn lớp vậy không không chịu đâu, đem ba cái cây dầu cây mỡ ở đâu đem qua, tao nói trời ơi nó suông đuột lên như vậy đó, giống y như là cây cột như cây thước bạc của Tề Thiên vậy đó, vậy nó mới vui.
Vậy nó mới là vấn đề là vui à. Tao nói thành phố ngàn năm dân hiến của thủ đô Hà Nội, tao nói vui ơi là vui, ra giờ không còn cây đa cây đề cây cổ thụ con mẹ trơn, chặt mẹ trơn, thuộc mấy cái cây mỡ cây dầu vô. Thôi đi tao chỉ cho, mai mốt đừng trồng mấy cây dầu cây mỡ đó, nó cao cũng khó coi lắm à. Lấy cái cây hành đó rồi trồng một dọc dài cho người ta thấy hành chơi, cái nó cũng xanh đẹp vậy, cũng cây hành đó à. Rồi cái bắt đầu ngồi đố với nhau à, bắt đầu thề mày có yêu tao không, em có yêu anh không, em sợ anh bán em qua bên Trung Quốc để bán nội tạng quá, anh không có bán em qua Trung Quốc đâu, anh thề đó. Đây nè, ở giữa thủ đô Hà Nội giờ có một bụi hành cây hành không, anh thề nè, anh mà có phản bội em cho anh leo lên cây ớt, anh rớt xuống cái cây hành cho nên nó cái à, cộng hành cái đợt hành nó đâm anh lòi ruột anh ra đi đó, cho nó đi vui à, đó trồng mẹ nó đi trồng hành đi đó khỏi trồng mỡ mẹ trơn á, đừng trồng cây mỡ cái gì trơn á, trồng cây hành mẹ nó đi cho tao nhé. Lúc đó là hành lá không như đó trồng lý nhé. Ta nói cây to cây lớn cây nhỏ nhỏ trong thành phố chặt hết, thay vào đó là ống khói công nghiệp bắt đầu là nó lên, nó thay thế những cái cây bắt đầu nó ủng ủng khói, nó tỏa ra chất độc. Trong tương lai ở ngoài Hà Nội vui lắm, ta nói tảng sáng đi ra những đây là kêu bằng là tự nhiên thấy sương mịt mù luôn, ta nói lung linh ánh đèn mà ban đêm cũng vậy ban ngày cũng vậy, ta nói nó ô nhiễm riết lại không còn oxy nó hút, không còn cây nó hút chất độc, ta nói đi ra rồi nó âm u giống như là đang ở trong cái nhà mà nó bị cháy vậy đó, khói không mù mịt vậy đó, khỏi có không khí chết ngợp không cũng chết rồi, ngợp thôi cũng chết mẹ nó rồi. Còn phương tiện giao thông thì tha hồ xả thải, tha hồ mà chặn chốt. Người ta biểu tình chánh đáng thì ghét cho người ta là cái tội gây rối. Còn mà không biểu tình chánh đáng là cứ việc mày đưa tiền đây, đụng ai cũng phạt. Dịp Tết tới nơi này nè, chuẩn bị nè, gom tiền vô. Bây giờ ở trên nó không có tiền nó trả rồi đó. Trời ơi, tao lỡ tao bỏ ra 2 tỷ đồng để tao được cái chân tao ra, tao đứng đường, tao làm đi được. Mẹ nó ra tao mặc bộ đồ những này lời hả mẹ mà màu vàng vô để tao ra tao đứng đường mà tao làm đĩ mà đĩ gọi mà những này là bây giờ tự nhiên tao phải làm sao để tao gom lại được 2 tỷ chứ, lão bây giờ trên nó do tinh giản biên chế hoặc là không trả tiền tao nữa tao cũng gom tiền, cho nên bây giờ ra là tao nói đụng ai cũng phạt hết, thậm chí bằng lái xe mới tôn vậy cái năm nay ra bằng mới chọt vô có con cái mẹ nó ra cái ngôi sao cái là bắt đầu là đổi bằng máy mới. Bữa nay thì giấy chứng minh nhân dân, ngày mai thì đổi lại căn cước, mai mốt cái giấy bắt chước Mỹ đổi lại riêng kho, bữa kia cái đổi lại là của vấn đề là thằng Tàu cộng luôn bây giờ đấy nè đó à. Lisa nhận được bây giờ bắt đầu là phải đoạt vẽ dời ra kêu con người ta lại tới từng nhà, đói quá rồi lại tới từng nhà bắt đầu à, đảng và nhà nước là chăm lo đời sống cho người dân dữ lắm, cho nên mỗi nhà phải đưa 100 hoặc 200 ngàn để mua bảo hiểm. Nó giả bảo hiểm gì vậy anh? À, bảo hiểm dây điện đó à, dây điện ở ngoài nó đi vô nhà của cô nè, cho nên cô đóng bảo hiểm đi 5 200 ngàn à, cho nên ai cũng mua hết trơn á. Trời ơi đây nè, danh sách tôi để đây nè, ông Nguyễn Văn Tạng là bà con của ông Nguyễn Văn Hạt, ông Nguyễn Văn Hạt là bà con của ông Nguyễn Văn Sáu, ông Nguyễn Văn Sáu là bà con của nhánh Sáu Lọ ở Tư Tư Lé đồ kia, nó đưa một dọc dài rồi người dân Việt Nam bắt đầu cúng chùa cúng miễu cho 100 200 ngàn để mà đóng tiền bảo hiểm điện dây điện, mà dây điện ở ngoài có đời thợ nào mà vấn đề là nó bị hư đâu, 10 năm nó cũng không hư nữa, mà nó giá bộ nó vô nó làm tiền vậy đó. Bà nội kia không biết ngục, nghe nói vậy cái ham lắm đưa 200 ngàn ra, cái bữa đó trong nhà bị đứt cái cầu chì hay đứt cái cọng điện, gọi nó tới hỏi nó nói trời ơi mua bảo hiểm này là chỉ có điện tử bên ngoài câu vô thôi, còn trong nhà của bà nó bị đứt điện hay gì đó tự bà kêu người tới sửa chứ tôi tao đâu sửa. Nó trời ơi vậy thôi tôi không mua bảo hiểm đó là không được, đảng và nhà nước bắt mua là phải mua thôi, giống như là đi tới từng nhà xin 30 ngàn một đầu người vậy đó để mà cứu lụt lụt đó. Người dân ở ngoài Bình Định tao mới văng dơ nó kìa, nó xuất ra có 2 tỷ đồng nó cứu trợ thôi, bao nhiêu sinh mạng ở ngoài Bình Định hồ cá được kia chết mẹ, nó đưa ra có 2 tỷ thôi, trong khi mà vấn đề là xây cái tượng đài đó là 118 tỷ hoặc là 200 tỷ đồng, còn người dân á mạng của người dân sống á hả gần cả 100 ngàn người như vậy đó, ở tại Bình Định á hồ cá chết la liệt như vậy người ta đói tới nơi đó, phát ra 2 tỷ thôi, 2 tỷ chia ra đầu người mỗi người được có 2 gói mì thôi đó. Vui không, xã hội chủ nghĩa mà. Tao đâu cần mày đâu, tao xây tượng đài 100 200 300 tỷ, còn tụi bay mà bị lũ lụt tao xả ra chết mẹ như vậy rồi cá đồ kia không còn chứ, thì thôi giàu nghèo gì nó cũng bằng với nhau hết trơn á.
Cho nên thôi nhà nước chi ra 2 tỷ đồng để cứu trợ tụi bay thôi. Rồi mấy cái tỉnh thành mà làm ăn được ở trong miền Tây đôi kia nó gom tới từ nhà không biết tiền đó nó để đâu hết trơn à. Ở ngoài miền Bình Định không ai nhận được đồng bạc nữa. Thậm chí mà nó nhục nhã, nó tàn bạo cái mức độ mà người ta nói chuyện với Lisa, Lisa thấy tội nghiệp quá. Trước kích mệt nó hả Lisa, vấn đề là kêu bằng hay tin nó xả lũ. Tao nói gửi đồ tức tốc về, tưởng sao gửi đồ về mẹ nó đói quá ngoài Bình Định, bưu điện Bình Định. Nó gỡ hộp đồ, tao nói lấy hết hộp, hộp cá hộp của Lisa gửi. Người ta nhận rồi mẹ, còn có một cái bịch mẹ kẹo kẹo mà chót ở lịch bên Mỹ thôi à. Còn trong khi Lisa biết ở đó là người ta, vấn đề là có đứa em nó ở đó, ở Bình Định thấy tội nghiệp. Thấy nó tội nghiệp nhưng mà là mua về để tặng cho nó trong lễ kết mệt, mua cá hộp thịt hộp bên Mỹ này gửi về mẹ nó lấy sạch sẽ chưa, thậm chí không dám gửi qua ngân hàng nữa, để giấu $100 ở trong cái vấn đề là kêu bằng đó là hả trong cái hộp vậy mà nó lấy luôn cái hộp đó, nó tịch thu luôn. Công nhận nó hay thiệt, nó có máy mà, tao nói nó tháo binh tành ra hết rồi. Trong khi bên đây Lisa gửi là cho nó coi đâu đó đàng hoàng, gửi về Việt Nam là nhỏ đưa lên còn có bịch kẹo một, nó ủa ông trước hai bịch thịt đâu kia chị gửi với cá mồi đi, cái đó cho là không có hộp nào hết trơn chị ơi. Rồi $100 gửi cho em cũng mất tiêu luôn rồi nữa, nó lấy hết trơn rồi. Gọi điện thoại về Việt Nam có nó nói chị làm như vậy là phạm luật rồi, cho nên gửi đô la là phải gửi qua ngân hàng hoặc những cái nơi nào, chứ không thể nào mà gửi đô la mà đi qua bên Hàn. Cho nên năm mai phút là tôi cho nhận được bị kẹo bằng không là tôi tịch thu luôn. Tôi nói thôi thì giờ hà tịch thu luôn, không cho tôi gửi tôi không biết, thôi cho tôi trả tôi lại $100 gửi ngược đây đây không. Đảng và nhà nước yêu cầu hay ai gửi tiền qua là kể như rửa tiền, cho nên tịch thu luôn à. Thậm chí có $2 tờ giấy $2 để lì xì đó, năm nào Lisa gửi về chỉ có $2 thôi cũng tịch thu luôn của con người ta nữa. Ta nói vậy đó. Thôi Lisa từ đây về sao khỏi gửi luôn, không gửi cho ai, không gửi đồng bạc nữa, không gửi quà. Các bạn ở Việt Nam thông cảm đi, Lisa không có gửi được. Nó gửi vô nó biết tên của Lisa, nó lấy sạch sẽ hết trơn, chơi cái màn mất dạy vậy, nó khốn nạn vậy. Mình xài cái phone 6S, mình đang chuẩn bị xài cái phone 7, mình đang quay cho các bạn coi nè. Cái đứa em ở trên Sài Gòn á, nó cũng là vấn đề là cái bạn dễ thương lắm. Lisa thấy nó kết nghĩa rồi, bắt đầu là Lisa gửi tặng cho em mua bảo hiểm đàng hoàng đó nha. Gửi thằng nhỏ về bên đây cho coi đàng hoàng, gửi về mẹ nó lấy cái phone ra để cục gạch trống. Để cục gạch mà gạch men á, để cục gạch toàn quay lên trong trọng á, rồi bắt đầu nó cũng ấy là đàng hoàng. Mà trời ơi, Lisa bên đây điện thoại các bạn biết rồi đó, Lisa vấn đề là cái bạn là mẹ nó ra chỉ cần ký 2 năm contract thôi, hết 2 năm là lấy cái điện thoại mới xài, hoặc 1 năm là Lisa đổi, Lisa lấy điện thoại mới xài, đâu cần thiết đâu. Nó giá trị gì mà ba cái điện thoại 6 Lisa đâu xài nữa đâu, Lisa chạy theo thời trang không à. Vậy mà giờ Việt Nam nó tráo đổi vậy đó. Đó. Rồi bây giờ Bộ Chính trị nó dụ nè, nó dụ những người Việt Kiều bên đây nè. Giá bộ nó đưa ra nó về Việt Nam vui lắm, về làm ăn đi. Bởi vì những người về làm ăn ở Việt Nam lỡ bị mất dốt rồi qua đây đâu dám la làng, sợ người ta bên đây người ta chửi, người ta cười, người ta cho là ngu. Bởi cho nên sĩ diện lắm, giống bà Đặng Tiết Mai vậy đó. Vợ của ông Cao Kỳ về mở quán phở rồi bây giờ bị dân dên rồi. Qua đây nằm chết, nó chết rồi đâu dám la làng lên bị gạt đâu. Cho nên nó thấy dễ ăn Việt Kiều quá, bà đặt đưa nghị quyết 36 qua vụ Việt Kiều đi về Việt Nam để làm ăn đồ kia đi, đó đem tiền về đi. Bởi vì đem tiền về khi nó trất lột rồi là qua đây ngậm miệng lại, đâu la làng lên được đâu. Đâu ai dám nói gì đâu, sợ mà, sĩ diện mà. Bởi vì cho nên chiêu dụ bà đặt giả bộ chim mồi, đem mấy cái thằng mà những này là con ông cháu cha qua đây rồi về giả bộ thành lập ra hội Việt Kiều để mà dụ những con nai tơ này nè để đi về làm ăn với đạt. Bà đặt mở ra là hội Việt Kiều đi, cái là mai mốt để hình thằng chó đẻ Hồ Chí Minh vô, biết không? Mấy thằng này là toàn là con ông cháu cha, toàn là những cái con mà như là con beo mà mở quán phở ở bên những này là cái bằng là sang sang Phan Xích Cô vậy đó. Chửi đảng cho dữ, chửi Mỹ cho dữ, rốt cuộc rồi chạy qua đây mở quán phở làm ăn ở bên đây đó. Đó cái thành phần này là nhiều lắm ở bên đây nè. Cho nên tri hồn báo danh với những người Việt Kiều nào bên đây mà ngục ngu đi rồi lúc đó biết. Sợ lắm, sợ Lisa lên tiếng nói rồi quê nhục lắm, sĩ diện lắm, không dám nói Lisa nghe đâu. Chỉ có các bạn ở Việt Nam kể Lisa nghe thôi, chứ bên đây bố bảo nó dám kể Lisa nghe, Lisa chửi thẳng vô mặt luôn á. Thậm chí về Việt Nam qua đây còn giả bộ mẹ chốt chui chốt nhủi nữa kìa. Qua đây hỏi sao vậy, về Việt Nam gì? Dạ tôi đâu về đâu cô, bà già bệnh cho nên đi về thăm bà già thôi. Tới chừng mà Lisa, vấn đề là có người trong trọng đưa tin cho Lisa, trời ơi bà già nào chị ơi. Má của ổng chết từ thời Bảo Đại ở truồng tới giờ rồi, ổng năm nay ổng 70 tuổi, chị nghĩ sao còn bà già vậy?
cho nó nằm về đây nè, ông cặp với nhỏ nào 30 tuổi ông mở quán cà phê, rốt cuộc con nhỏ bên đây nó đi với phi công trẻ, nó đâu thèm ở với ông đâu. Mẹ ông về ông đau khổ quá rồi, bắt đầu ông ngồi ông cứ ra sáng xa chiều xỉn, xong rồi ông bắt đầu ông chán quá rồi, ông quơ mẹ nó có bà nào đâu năm mấy tuổi gặp bà này cũng thuộc về dân đào mỏ nữa, rồi cho nên thôi ông chơi cái cho đến đây là xả xui cái rồi đi về bên Mỹ. Rốt cuộc rồi qua bên Mỹ này đứng chàng hẳn hai hàng bị bệnh tim la đó, tại ở Việt Nam bệnh mà ăn ba cái đồ độc được kia không mà. Trời ơi, qua bên Mỹ này vô heo thì bất mơ trong trọng, ta hỏi mày bị gì vậy, mày có đi đâu không? Tao về Việt Nam, bây giờ Việt Nam mày làm gì về bên xã hội vậy? Tao nó vô nhà tắm đứng đái gần 2 tiếng đồng hồ không ra. Bị bệnh mũ, bị bệnh tim la, hột xài ở bên Việt Nam đó, ăn chơi cho đã. Rồi rốt cuộc rồi cũng báo nước Mỹ bên đây, bắt đầu Mỹ nó cho uống thuốc đồ kia hay lắm, bắt đầu là trị hết rồi. Bắt đầu bữa đó gặp Lisa ở chợ, Lisa hỏi sao chừng nào mà chú về Việt Nam vậy, thôi giờ sợ lắm không về nữa đâu, thôi ở bên đây thôi giờ không về nữa, bây giờ sống mình nên vậy đó, coi tìm bà nào đó, vấn đề là ở mình nó tưởng tao về chứ chợ bên Việt Nam còn nhiều em mướt lắm đó, thôi 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 thôi, thôi tôi sợ quá rồi, tôi sợ lắm, lần tôi tợn tới già tao cho mày tợn hả, không chết mình vẫn làm ai rồi đó, mẹ mày lạng quạng đưa mày vô khách sạn rồi nó cắt cổ mày luôn, nó lấy tiền mày luôn chứ đó mà mày ngồi đó mà mày đặt. Mỹ nó đâu khuyến cáo cho vấn đề là đi về nước Việt Nam đâu. Ai ham đâm đầu về ráng chịu. Bởi cho nên Việt kiều Mỹ mà bị chết bên Việt Nam, Mỹ đâu thèm điều tra đâu. Trừ những người nào mà chính trị được kia bị bắt, người ta còn quan tâm. Còn cái thứ mà qua bên đây ăn trứng mỡ rồi trốt chạy chế độ cộng sản, bây giờ đâm đầu máu về thì về mày chết mẹ mày đi, đâm mày chết, tông xe cổ mày chết. Bao nhiêu thằng Việt kiều Mỹ đưa hồ sơ cho Lisa, nhờ Lisa điều tra, Lisa nói liên mẹ cái thùng rác đi. Thứ mà chó đẻ cho nó về nó chết mẹ luôn. Tao mong cho máy bay nó về nó nổ mẹ nó banh tành chết. Cái thứ mà sướng ca vô lỗi này đi, khỏi có đưa cho tao mà điều tra mẹ. Thằng Việt kiều nào về bị lường gạt thì mẹ, tao còn xúi cho dân Việt Nam lường gạt thêm nữa. Bỏ thật mất dạy, đi về ăn chơi trên thân xác của vấn đề là dân tộc của mình. Nó thấy không? Mẹ nó nghe, đất nước Việt Nam có gì mà vui, miền Bắc miền Trung bao nhiêu sông suối nhất nhất đều tụ về sông Hồng. Rốt cuộc rồi sông Hồng là một cái huyết mạch, tưởng sao bây giờ sông Hồng nó cạn sát tái hết trơn, thằng Tàu nó chặn mẹ nó trên đỉnh núi Tuyết rồi à, sông Hồng là một cái động mạch chủ hội tụ những tinh hoa nhân kiệt, sông nước núi non cây cảnh ha. Rốt cuộc rồi giờ ở tại sông Hồng nhìn thấy đẹp mắt không, nó cạn sát tái luôn mẹ nó rồi. Rồi mấy cái hồ lớn ở tại Hà Nội thì giờ nước xanh lè bị nhiễm độc mẹ hết. Trời ơi, con rùa nó sống dài 500 năm mà nó sống còn không nổi đúng hồ chứ con người. Bởi cái thằng nào mà cao nhân á hả mẹ, ở bên Tàu Cộng nó bấm quẻ, nó xem địa linh tinh khí. Ở tại Việt Nam á, vấn đề là kêu bằng là nhân kiệt, vấn đề là tú khí ở Việt Nam hay lắm. Nó đưa cho vấn đề những cái thằng mặt xanh nanh dài như thằng Trọng Lú, cho mấy thằng đần độn lên để mà cai trị Việt Nam, để mà ra lệnh. Nó phá hoại Việt Nam bằng mọi cách mà. Tiền bạc nó cũng đưa vô, đồ độc nó cũng đưa vô, Formosa thì nó chôn hàng ngàn tấn hóa chất để cho mưa xuống rồi bắt đầu nó loan tải ra hết chất độc để mà nó bám vào trong đất, mùa màng thì bị chết. Rốt cuộc rồi mua cái đồ nào cũng có tàu cẩm hết trơn. Trời ơi, ta nói nông sản thực phẩm bà đặt giá bộ nói là à, người Việt dùng hàng Việt, tới chừng mua về tá quả tâm tin toàn là đồ tàu không đó, người Việt dùng hàng Việt đi. Rồi cũng bài đặt những bài lạ ở người Việt dùng hàng Việt tin tưởng lắm, tưởng sao mẹ người Việt với người Tàu giờ không biết người nào là người thật, người nào là người giả nữa. Bởi vì người Việt nó cũng mua, nó kiếm lời, nó mua bắt cái đồ độc nó đổ vô cho ăn, bà nào đó tính bỏ độc vô trong nồi bún riêu đó chút xíu nó là chết 7-8 người rồi đó, đi ra ăn bún riêu dạo ngoài đi, nó làm cho chết mẹ ngoài luôn, ăn vô rồi ngồi ngụm cổ tỏi luôn. Ôi xi lắc leo chứ không còn mong chi sống, chắc thiết chết chứ không còn mong ở đời, ôi nó nhức nhối làm sao, ôi nó nhức tới mông rồi xuống tới cong được cái đó à, cho bỏ cái thật đó. Trời ơi, nói tới một cái đất nước mà khỏi nói đi. Chị ơi, chị hay tin gì chưa? À, quán ốc nào bị bơm xăng đốt cháy đó chị? Ờ, thì nó thí nghiệm thôi em. Nó liện vô quán ốc mà nổ cháy. Vậy thì mai mốt chơi bơm xăng liện vô mấy cái đồn công an, hoặc là nhà của mấy thằng chó đẻ công an, hay là những thằng nào mà văn phòng mà nó hốt đồ đạc của người ta đó. Bây giờ mình mẹ chơi bơm xăng thủy vô nhà nó đi, coi nó biết thân không. Chị thấy cái chợ nào đó mà nó cầm bầu cầm bí nó liện mẹ ra đường hết trơn đó.
Trời ơi, mấy cái nơi này mà vấn đề là người dân không đoàn kết mà cầm bom xăng liệu như trong xe nó cho nó cháy phần cái xe nó đi, để cái xe nó chở đồ ăn người ta dẹp nó đi ngời ngời ngời, không ai dám đụng tới cọng lông chân nó. Người Việt Nam mình sợ thì có sợ, nhưng mà tới cái lúc tận cùng rồi nó liều lắm đó. Nhưng mà sao không làm liều đi, đường nào cũng chết nó cho làm liều mạng mẹ nó đi. Cách mạng phải sợ thằng liều mạng mà. Mẹ mày làm quá rồi, đồ mày tao liệm bơm xăng cho cháy mẹ xe của mày đi, nhà của mày, đồ công an của mày. Không làm đâu, đi lo phóng hỏa biết lo chừng, nó do bộ nó thí nghiệm cái quán ốc này của ông Trần, nó quán ốc mà chắc cũng thuộc về con ông cháu cha. Nếu thuộc về con ông cháu cha nó đốt thì chị còn vỗ ta, chị quan ngô nữa đó. Thí nghiệm thành công là mai mốt trội vô mấy cái xe mà nó chở nó đi lấy hốt đồ người ta đó, người ta đi bắn rong đó, nó hốt người ta đó. Cái việc cầm bơm xăng nó đậu ở đâu nó liệm mẹ nó, chọi nó vô đi, chọi cho nó cháy mẹ nó, cái xe nó lên đi, có nó còn hốt đồ người ta nữa không. Đó. Cái bụng của con rồng nó chứa lúa gạo ở miền Tây, thằng Tàu cộng nó qua nó làm cho cái bụng của con rồng mẹ nó ra đói mẹ hết trơn. Mẹ đói ta đến cái đường le lưỡi luôn. Mẹ đất ruộng đất đồ kia nó để cho mẹ nước biển vô nhiễm độc hết trơn. Bắt đầu nó đưa lên trên đất nó trồng, nào là gừng, không biết tới ông nội nó gì nó trồng gừng. Lúc đầu nó qua đòi mua mẹ 45.000 ký, rốt cuộc giờ sụt xuống còn có 10.000 ký luôn. Mẹ nó ra dân miền Tây giờ khốn đốn, cứ bỏ tật trồng gừng. Mà cái gừng đó mẹ nó độc hại, nó nhảy, vấn đề là cái bàn rễ của nó ra, mẹ nó ra nó trồng gừng đi con. Trồng gừng đã rồi trồng thanh long, trồng thanh long xong rồi trồng mía đã rồi trồng khoai lang, trồng khoai lang xong rồi nó dụ cho trồng, mà mai mốt nó dụ qua trồng qua cẩm chướng giờ đó, để cho dân Việt Nam nhìn qua cẩm chướng quên đói, thấy không. Tao nói vui như là ngày trại hội, tao mong cho có ngày đó đó. Làm quả tao với bộ tao giết tiếng Tàu qua, tao ngồi tao nói chuyện, tao hiến kế cho mấy thằng Tàu. Tao nói đó, bây giờ mày đi qua đi, mày nói đồng bằng sông Cửu Long đất nó phì nhiêu lắm, cho nên phong cảnh hữu tình vô cùng, phải nói rằng trăng thanh gió mát mà. Cho nên mày đi qua đi, mày đi qua mày 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 trồng cho tao, mày qua mày kêu nó trồng qua cẩm chướng cho tao, đem mấy cái hoa bên Tàu qua đó mà trồng. Đó, tao nói về về miền Tây rồi. Ngày xưa thì đồng lúa, tao nói vấn đề là kêu bằng là hả mẹ, phù sa lúa xanh mênh mông, bây giờ toàn là đi về miền Tây nó vui lắm, toàn là nhìn qua cẩm chướng không à, nhìn nó cho quên cái đói mà. Phá trơn, xáo trộn hết. Còn lá gan rừng nguyên sinh sông nước đầu kia, ta nói hai cái nhánh sông động mạch của sông Hậu với sông Tiền bây giờ mẹ nó ra ha, bên lỡ bên bồi giờ tiêu mẹ hết rồi, nhiễm mỡ rồi, nó chuẩn bị bây giờ đây nè, nhà máy giấy mà nó tuôn ra rồi là kể như xong luôn. Tao cho mày sình cái bụng mày lên, mày chết mẹ mày luôn. Nhà máy giấy của thằng Tàu Cẩm nó chưa có xả đâu, ủa mẹ nó xả ra đi rồi biết rồi. Thằng Tàu nó vô Hậu Giang bây giờ nó chuẩn bị nó xử lý chất thải bãi rác nữa kìa, nó chuẩn bị bắt đầu nó thả độc nó dưới dòng sông Hậu là kể như xong luôn. Lúc đó là ở ngoài miền Trung là cá biển chết ha, bây giờ là cá nước ngọt chết, cá trong sông hồ chết. Lúc đó Việt Nam khỏi có con cá nào ăn, trong lúc đó nhập khẩu cá bên Mỹ nha. Trời, cá bên Mỹ này nó nhiều lắm á. Ok lúc đó là cá Mỹ đưa qua, mà lạng quạng với cá Mỹ có tới Việt Nam hay là thằng Tàu nó giả bộ nó đem cá của nó qua con chừng. Cái bộ nó dán mặt vô là của Mỹ để qua cho ăn mà. Rồi trong cái hộp cá mồi đó nó sốt với cà đó, rồi nó bơm máu sida vô đó, đỏ đỏ nó bơm vô cái rồi về bắt đầu ngồi đó ăn chấm với bánh mì xíu mại đó kia, ta thấy ngon lắm đó, nó quậy cho đỏ đè lè trong chổng đó. Ngồi đó mà ăn. Ông Donald Trump ông lên ông tuyên bố rồi, mọi người bên đây người ta kiểm tra kỹ càng dữ lắm, đồ hàng hóa của thằng Tàu nó đang chuẩn bị nó thuốc cả thế giới, cho nên ta điều tra ghê gớm. Vậy mà người dân Việt Nam ta không biết gì đâu, sống thờ ơ lắm. Ta nói mặt trời mà vừa sụp xuống cái là chạy ra, ta nói vấn đề là anh hai ơi đi nhậu anh ơi, hoặc là thằng kia ê mày, mày bỏ tiền mày mua xỉ đế đi, tao bắt được con cá nè, tao đi qua tao nhậu với mày. Hoặc là thằng kia, ê tao mới bắt được con rắn mối này, chuẩn bị tao nướng lá dừa, mày đi qua đây nhậu với tao không mày. Đó. Hoặc là ê mày qua đây đi, mấy mình ngồi nhậu với nhau, trái ổi cũng nhậu, trái cóc cũng nhậu, trái me cũng nhậu nữa. Đó, con rồng Việt Nam đó, trời ơi là trời. Tao nói mấy anh ở Việt Nam, anh nào anh ấy nhìn sương sườn, tao nói mấy cái điếm hết trơn. Còn anh nào mà mập có tưởng mập thiệt chứ toàn là mập thụng không, mập bệnh không, bị gan nó chướng ở trong, nó bị mỡ ở trong không. Nhìn cái tướng anh nào anh ấy mập, tưởng sao mập mập lắm, ai nhà đâu mẹ mập, mà mập cái kiểu mập bệnh đó, mập ung thư thời kỳ cuối. Bởi vì nhìn thấy mập lắm, thấy to con lắm, nhưng mà rốt cuộc đoạn hồi mẹ nó ra cái bụng nó trình bình lên như là có chữa 6 tháng rồi chết thôi.
Còn anh nào mà chưa trúng độc rồi thì ốm nhách, ốm tâm, ốm teo, hai cái chân như hai cái dưa leo vậy đó. Tao nói mặt mà thì còn xương bọc da. Nhưng mà ngồi nhậu. Còn mà vấn đề là bà đặt tưởng ta đây là khôn lắm, mà đặt đi học đồ kia, bắt đầu làm việc đồ kia, mặc quần đồ ác cà vạt đồ kia, rốt cuộc rồi ngu sủng dốt nát vô không dám nói mẹ. Bị nhòi sọ đâu từ nhỏ tới lớn là bắt đầu là rốt cuộc rồi tao mới cuồng hồ cuồng đạt. Nhìn cái đất nước Việt Nam thê thảm vậy mà vô bà đặt giáo bộ làm tiến sĩ, làm phó giáo sư, làm con mẹ khỉ chó gì đó. Vô trẩm có làm được cái gì đâu, toàn là bung bu không. Tưởng ta là đất nước Việt Nam á mẹ giàu có lắm. Ngồi trong cái đá giếng mà cũng ớt, ngồi đá giếng có biết mẹ gì. Không biết mẹ gì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó làm cho tao kiệt quệ trơn rồi. Tối ngày vô trong trường nó cứ dạy cho ba cái tư tưởng Karl Marx, Lenin, Hồ Chí Minh không à. Trong khi hàng hóa thì khỏi cần làm. Trời ơi, tao nói cái tỉnh An Giang đó, cái Campuchia với Tây Ninh đó hả? Mỗi một ngày tao nói hàng quá đồ lậu nó tuồn qua, tao nói trời ơi là trời, không biết bao nhiêu mà kể. Thậm chí bây giờ ở trong nước đá gà cũng bắt, đánh bài cũng bắt, cho nên thằng Campuchia nó khai thác triệt để, nó xây sầm bài với bên mình, nó cho qua bệnh chơi đỉ luôn. Hàng lậu, hàng tuồn kho không đóng thế, nó cứ ào ào nó đi vào Việt Nam. Mà nó vào Việt Nam thì nó phải lấy đô la chứ ai lấy tiền thằng già hồ, cho nên đô la nó chạy mẹ đi chứ. Miệng thì la làng lên kêu gọi người Việt Nam đi về xây dựng đất nước, mà rốt cuộc là ở Việt Nam mẹ nó ra nó tuôn ra trơn. Thằng Việt Kiều nào ngu mới đem về xây dựng đất nước. Cái đất nước Việt Nam bây giờ mà xây dựng cái gì? Mẹ mày mà vừa xây lên cục gạch là gần hơn cách ngàn thằng nó đạp mẹ nó phá banh nó trơ chứ đó mà xây dựng. Mày ngồi đó mày lồi con mắt mà mày xây dựng đi. Đó. Thằng vấn đề là kêu bằng đó là thằng gì quên rồi các bạn. Cái thằng gì mà vấn đề là kêu bằng đó là học toán giỏi lắm nè. Thằng nó tên là gì ta, để các bạn nhắc mình cái thằng nào mà vấn đề là cái bạn mà về Việt Nam mà cũng mà đặt về giải toán đó, thằng nó tên là gì ta, thằng gì tôi quên tên nó mẹ nó rồi, thằng gì mà vấn đề là cái bạn đó là Ngô Bảo Châu, thằng Châu, ta đổi lại rồi, Lisa đổi tên cho, mai nấu nồi chè đổi tên cho, mày không phải là Châu đâu, mà mày thuộc về là Trâu. Bởi trâu nó ngu lắm, trâu bò mà. Phải đặt đi về bên bển, bắt đầu là giải toán đó. Về bển giải đi, xây dựng đất nước đi. Giải toán hay quá, giải cho nó tính toán, nó tính sao, nó tính với dân không à. Ngục, ngu, đó, đi qua bển đi. Nó đem, nó mở sòng bài bên Campuchia. Rồi bắt đầu là kêu bằng nó la, nó tưởng thằng Việt Nam, nó thằng chó đẻ cộng sản Việt Nam, nó quen cái thói mất dạy rồi. Tưởng sao là thằng Campuchia là đàn em của mình, nhưng mà không ngờ nó đánh lép mà nó không hay. Mẹ nó ra nó chơi với cái thằng có tiền, thằng Tàu cộng chứ ai chơi với thằng cộng sản Việt Nam. Mẹ nó ra đồng chí đồng rựng với mày, mày còn thanh trừng với nhau nữa, mà đặt mày làm gì mày lo cho tao. Thằng Hút Sen nó cũng khôn chứ bộ. Mẹ đồng chí của mày mà mày còn thanh trừng, mẹ thằng Thịnh Xuân Thanh nó chạy mất mày không chạy, mày giết nó chết luôn đó. Mẹ cái lũ của tụi bay mà tụi bay tranh giành, tụi bay ăn với nhau như chó với mèo, tụi bay làm gì, tụi bay lo cho đất Campuchia của tao. Campuchia của tao tụi bay cười chơi, mà rốt cuộc giờ xe hơi điện tao làm ra được. Còn trong khi tụi bay lãnh đạo hay quá, xã hội chủ nghĩa hay quá, tụi bay không làm được cây căm xe nữa. Mẹ nó tụi bay đi qua, tụi bay đặt, tụi bay nắm đầu tao, tụi bay làm đàn anh nó, tao cho tụi bay anh cùi lôi, anh tái chanh nó chứ anh. Mẹ mày tao đi qua tao chơi với anh Tàu. Tao đánh mày là mày hồi nào không hay chứ đó, mà mày đặt mày qua ai nhận bà con mày, ai anh em với mày, ai huynh đệ với mày hả? Thời xưa thì thằng Pol Pot nó lên thì tao qua tao lợi dụng mày, mày đem xương máu của con dân Việt Nam qua quách chế độ Pol Pot thôi, để tao lên tao cầm quyền. Bây giờ tao lên tao cầm quyền tao xây dựng đất nước Campuchia, bây giờ nó phồn thịnh, nó giàu hơn mày, nó có xe điện, nó có xe hơi rồi. Mẹ nó, mày nghĩ sao mà tao đi qua mà tao cần mày hả? Nhân tài của mày bên nước mẹ mày không có cho nó làm, bây giờ để qua bên tao, nó chế tạo xe tăng bên tao, nó chế tạo hết bên tao, nó học bên tao, hoàng gia của tao, hoàng gia của vấn đề là Campuchia tặng bằng khen cho nó nữa. Còn trong khi cái nước của mày, mẹ nó ra mày đâu có trọng dụng nhân tài. Cái đảng cộng sản chó tao bay ngu như bò chứ kêu tao đi qua mà đặt đòi làm anh tao à hả? Mẹ nó ra Campuchia nó chửi thằng cộng sản Việt Nam còn hơn là chó, mà đặt không biết nhục đó. Thử mà chiến trận nổi nó đi, có nó nghe lời thằng Tàu hay là nó binh thằng cộng sản Việt Nam đó, tụi bay đó, đó quân đội đó mở mắt to lên đi, lãng quảng nó qua nó làm thịt tụi bay sạch sẽ. Nó được Tàu đưa 4-5 sư đoàn qua nằm dày đặt ở chỗ cái đường mà vấn đề là xây biên giới, cái bức tường kìa, tụi bay khỏi lo, đụng con cái đi rồi tụi bay biết ở đó, tụi bay quen cái thói mất dạy tụi bay.
cái lũ mà vấn đề là kêu bằng là cộng sản, tụi bay đưa mấy cái thằng chó đẻ mất dạy, chó ăn đá gà ăn muối vô, tụi bay lợi dụng đi, cho tụi bay lợi dụng, tụi bay kêu con dân miền Nam đi ra để mà đặt cho tụi bay ngồi đó tụi bay hưởng. Người dân á thì làm lụng thì tụi bay làm khó làm dễ, tiền gửi ngân hàng tụi bay cướp tiền, làm ăn thì tụi bay tới tụi bay dồi tiền, tao thấy không thể nào sống nổi trong đất nước Việt Nam hết. Đã vậy rồi là giàu chút đỉnh, muốn ăn uống cái gì để cho nó bổ tới sức khỏe thì ăn vô toàn là đồ độc không, mỗi ngày không biết bao nhiêu đồ độc, căn bệnh ung thư thì nó đang rình rập, nó đã di căn lên tới não. Còn ở ngoài trung ương á thì cứ đụng tới cái là bắt đầu là bắt bớ. Ở ngoài trung ương thì mạnh thằng nào nấy ăn, trên thác trên bất ổn dưới thác lộn, ở xã ở phường nó cũng giả bộ, nó mệnh danh nó đưa chỉ thị ra là của trung ương để nó bắt mỗi nhà phải đưa tiền cấp nạp cho nó, tiền chứ này là lũ lụt, tiền quốc phòng, tiền chứ này là cái bằng đó là bảo vệ Trường Sa, tiền mua vũ khí, rốt cuộc không mua mẹ gì chứ. Lý Sa nhận được mấy cái tỉnh thành và đặt kêu đóng tiền cho vấn đề là những anh lính ở ngoài Trường Sa, đóng tiền gì đâu, đóng tiền quốc phòng, rốt cuộc rồi ngoài quốc phòng nó nhận đồng bạc lắm đâu. Và cái nào lâu cái lại cái bắt đầu là hả mà đóng góp tiền để mà mua vũ khí để mà ra đánh Trường Sa, nó ra chỉ thị mẹ vậy đó, ra chỉ thị rồi người dân bắt đầu là không biết mẹ cho cũng đóng 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 đã đòi rồi, tiền nó chia với nhau trong mọi bộ ủy ban phường ủy ban xã nó chia ra với nhau, nó chia nó còn ngồi nó nhậu nó cười nữa, nó bàn tính coi bữa nay tao ra coi chỉ thị nào nha, tao ngồi tao coi coi mày phải đóng cái mọc đỏ chét như vậy nè, trời ơi dân Việt Nam nó dân ngu khu đen, mày khỏi lo đi, mày đóng cái mọc thịt thịt như vậy nè đó đó. Vấn đề là cái bằng đó là thông tấn xã Việt Nam ngày 26 tháng 12 năm 2016 nhận được liền chủ trương của Bộ Chính trị, tất cả bà con chúng ta ai ai cũng đều đóng tiền cho quốc phòng để đề phòng bảo vệ tổ quốc và an ninh đó. Mày giả bộ mày cầm tới đi, mày đưa một con dẻm cái nào nó tiếng Hoa Kỳ tới, bắt đầu là cái bằng người dân nó sợ chết mẹ, nó đưa tiền ra đóng mày liền chứ có gì đâu, trời ơi bắt đầu là cướp 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 đó, chỉ thị của đảng mà. Cầm đi đi, mày thấy ai ghê không? Ngồi thằng nào chống đối đi, ông nội nào ra mà chống đối đó, dám không? Kể cả những thằng về hưu bây giờ nó cũng ngục nữa, nó cũng không dám làm gì nữa. Nó cho mà đặt làm được gì không? Nói hỏi họ, ủa gì mà tiền đóng quà vậy? Phải đóng thôi chứ, trời ơi là trời đi nè, trên trung ương ta mới họp, Bộ Chính trị mới họp đây nè. Đấy làm đây nè. Cuộc meeting trọng thể đã được xảy ra ở tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự chống lũ đã kêu gọi tất cả Bộ Chính trị và ủy viên của Bộ Chính trị đã lại họp và nâng cao tầm bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc phòng. Người dân phải cảnh giác cao độ với những thế lực thù địch, cho nên chúng ta cần phải quyên góp tiền bạc để mua vũ khí, nào là tàu kỳ lôi, nào là tên lửa, không đói không đất đói đất, máy bay trinh sát ca sa rồi kia. Ông mẹ đọc một dạng nhắc lại, hãy hết 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 đưa tới người dân, ai cũng mê mỏi đầu người, 50.000 đưa ra con. Mày đưa ra rồi đó, nó đưa mấy cái thành phần mà chó điên dư luận viên mấy thằng ở xã đó lớp 2 trường làng mà đặt vô, trời ơi bà con mà mẹ nó ra không có yên bình đâu, không có đảng và bác đâu có yên bình, ở đây ngồi làm lúa, không có đảng với bác đâu có chờ ngồi đây buôn bán được vậy. Bởi vậy cho nên nó là phải nhờ ơn đảng bác, cho nên đúng rồi, người phải đưa tiền đó 50.000 để đóng đi. Trời ơi khúc ruột ngàn dặm của chúng ta, bà con ngoài Bình Định cũng đóng lũ lụt nữa, mỗi đầu người 30.000 đi, có cuộc gọi người dân ai cũng đóng 30.000, mẹ nó chia mẹ nó ra trơn, mẹ nó ra có đồng bạc nào đi ra ngoài Bình Định đâu. Lisa hỏi thử ở ngoài Bình Định, ủy ban nhân dân tỉnh ở ngoài Bình Định nó nói mẹ nó chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc dọn dẹp đưa ra có 1.8 tỷ thôi, không tới 2 tỷ nữa để cứu trợ cho người dân ở ngoài Bình Định, ở ngoài mỗi gia đình mẹ được chưa được 5 gói mì nữa, trong khi tiền ở trong miền Tây ở các tỉnh mẹ tầm mạnh thằng nào mẹ nó gom vô và đặt kiếm chuyện thì có cái cớ để mà nó kiếm lũ lụt mà. Trời ơi lâu lâu nó mong cho có lũ lụt tai hoại tai nạn vậy đó để mà nó gom vô, trời ơi vui không. Lisa ở Việt Nam chắc tao mẹ tao quay đầu mấy thằng tỉnh như vậy, bởi mấy cái thằng này là toàn là dư hầu không, tao mà chỉ cần cầm một cái lĩnh nào đó thôi, chúng tao làm là tao khè tao bay là thế, tao bay ngục ngu là nó như vậy đó. Đó bởi vì trong một cái đất nước mà nó không có tam quyền phân lập, nó không có những người tài là nó như vậy đó, toàn là một thằng dốt một cái đằng đầu bò không là nó như vậy đó, hiểu chưa đó. Ăn vô đã đời rồi,
Tao nói thằng nào chết thì chết, còn thằng nào mà cơ bằng cơ thể mạnh quá, tinh cha quyết mẹ giỏi quá, bắt đầu chống lại được những cái căn bệnh đó, thì bây giờ đem qua bên Tàu để bác nội tạng ở bên bệnh. Trời đất quỷ thần ơi, ngày xưa thì dụ đàn bạn gái qua bên bển để lấy nội tạng, bây giờ tới đàn ông luôn nữa. Lisa nhận được ha, mấy cái thằng mà bán tính đó, mấy cái thằng mà mấy em nhỏ nhỏ là mới lớn lên nè, gia bộ đưa mấy thằng đẹp trai qua nó dụ đi lên biên giới rồi nó bán mẹ cái thận của bên bển luôn. Đi mổ gan mổ thận bán mẹ nó trơn. Bây giờ nó xoáy vào tới thanh niên đó, mấy thằng lớn lớn lên mấy em mà ở nhà mà đánh mặt đánh tát hết trơn á, điệu lắm. Ở Việt Nam ăn đồ độc mỗi ngày chứ điệu lắm. Trời ơi, tôi thấy thằng nào nó trẻ trâu mà đi ra cái bắt đầu là mẹ mặt mày trắng tươi à, ban đêm ban ngày sợ đánh kem, tao thấy ban đêm lét đánh kem cho mặt nó mịn, da nó trắng lên, trời ơi, trắng hồng lên đẹp quá mà. Trời ơi, thì suy ra là giọng thứ mà không có hút thuốc nè à, cho nên nhất là nó dễ, nó móc thận ra dễ chứ. Đầu thì đủ mấy nhuộm lên hai ba màu đủ kia, đi ra chạy cà cẩn hot boy mà đẹp lắm. Nhưng được con thời thôi, trong tương lai chừng 2 năm mà, trong khi bên Mỹ này ta nói trẻ con bên Mỹ thấy nó đẹp ghê không, người ta sống bên Mỹ này á 70 tuổi nhìn còn chưa biết người ta già, còn bên Việt Nam mới 30 tuổi thôi là nhìn y như bà cố ngoại luôn. Vậy mà nó sợ người dân Việt Nam, bắt đầu là cái bằng chửi nó, cho nên nó nói ôi bên Mỹ này mà sống gì, trời ơi bên Mỹ này làm muốn chết luôn, không ai sướng như bên Việt Nam hết trơn á. Việt Nam đâu làm gì đâu, có con tay me cũng ra ngoài ngồi nhậu được, nó không thấy sao. Trời ơi, đi về miền Tây vừa ngồi ở trên ghe chạy ra ngoài sông nước rồi đó hả mẹ, nó ngồi chỗ ăn chỗ này ối mẹ dưới sông rồi ỉa dưới sông luôn, rồi múc nước sông lên tắm luôn, trời ơi, còn gì bằng nữa. Đây là chốt thần tiên mà, trời ơi không thấy sao. Trời ơi, bảy ơi bảy qua, anh bảy ơi anh tám ơi qua, bắt đầu là ngồi nó đờn ca tài tử cà rưng tưng tưng, tưởng sao nhìn vô trong cái dĩa nhậu mẹ có hai cá rô bé tí cũng ngồi nhậu 40-50 mạng ngồi đó mà nhậu chung vậy, là ngồi ca hát nha. Đờn đờn ca ơi đờn nên trăng trôi được cái nó. Ngồi đó mà nhậu mà ca cải lương hộ quản đồ miền Tây đó, nó vui quá mà. Mặc cái quần xà lỏn tao nói lên nước luôn, thâm kim luôn, trời ơi nó tục tiểu vô cùng vậy đó. Lisa về năm 2005 đi về miền Tây, nghe nó chợ nổi đồ kia cũng mình đi chơi cho nó biết, tao nói vừa mới đứng ở trên bờ vừa thấy trời ơi cái anh đó cũng đành nhìn mặt đẹp trai lắm, mà tao nói hát đã, tao nói giác trên da nguyên một cái thúng toàn là khớp không, tao nói đi mà mày nghe cái miệng ra cười, trời ơi cái răng nó đen cũng như là mẹ nhuộm như đó, trời ơi, nó thúi ơi là thúi, còn quần áo đó thì đi cà tông đã vậy còn không mặc cái quần xịp. Tao nói hả, Hồ Chí Minh nó lắc lư nó tục tiểu không thể tưởng tượng. Một hồi nữa mình nghe xè mình tưởng ở đâu mẹ quay ra mẹ thằng cha nào trên bờ nó chạy ở dưới dòng sông vậy đó. Đó cho nên nó là mới đây 9 giờ rồi hả, 1 tiếng đồng hồ rồi. Bởi vậy mà cho nên nó là ngày hôm nay chủ đề là cũng xoáy lại, các bạn nào có tiền hãy nên rút ra hết, đừng có làm ăn vì đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề hôm nay là Đảng Cộng sản Việt Nam hết tiền, họ chuẩn bị, họ đưa những cái chỉ thị giả, những cái chỉ thị để mà đi đến từng nhà gom, nào là tiền bảo hiểm điện, nào là tiền quốc phòng, nào là tiền đủ thứ tiền hết trơn á, để mà chuẩn bị hốt cứu chót trong dịp Tết này. Cho nên bà con hãy đề cao cảnh giác nha. Rồi, Lisa xin cảm ơn quý vị và các bạn, sẽ gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai và Khai Dân Trí kế tiếp. Cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn các bạn đã cho Lisa những cái tin tức rất là thú vị nha, rất là thú vị ở trong đất nước Việt Nam. Còn nhiều lắm, tin tức rất là nhiều mà Lisa không thể nào nói hết trên đây được. Không thể nào nói hết được, bởi vì quá nhiều đi, đó, thấy không? Quá nhiều đi, đó. Chia sẻ, vấn đề là chị Lisa ơi, chia sẻ điều hành xã hội tư bản Mỹ cho người dân Việt Nam nghe. Chị Lisa ơi, mặt độ giao thông ở thành phố tăng vọt lên. Bây giờ vấn đề là mấy ông bắt đầu là chuẩn bị thu nhập nữa kìa chị ơi, được kìa, ta nói rất là nhiều. Rồi còn chưa nói tới bệnh viện đó, tại vì không có thời gian. Người ta kể cho Lisa nghe, vô cái bệnh viện nó còn vui hơn là ngày tẩy hội nữa.
Ta nói không thể tưởng tượng được trong thiên đường xã hội chủ nghĩa nó như vậy. Không ngờ luôn đó. Thôi, Lisa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nha. Kính chúc tất cả mọi người thông minh nghe chương trình của Lisa, truyền cho những người nào người ta không biết Internet, cho người ta nghe, để cho người ta đề cao cảnh giác, để tội nghiệp người ta. Người ta không có mầm như các bạn, người ta không lên đây ta nghe được chương trình, thì phải nên nói cho người ta nghe. Ý là chương trình của Lisa nói công khai như vậy đó. Mà như ở Việt Nam các bạn thấy cũng còn những người bị mất tiền, bị cướp tiền, ta nói khóc sướt mướt hết trơn. Hôm qua có một người gọi qua, trời ơi em mới, người ta chỉ cho em nè. Em lên em gặp chị, trời ơi em mà biết trước rồi em rút tiền nó cho em đâu để bị mất 1 tỷ đâu. Bây giờ nó kêu em đi thưa, tao nói ừ thì đi thưa đi, nó lấy được đâu. Đừng có dại dột mà đưa tiền cho luật sư, nó làm mồi nữa, là bán nhà nữa, là con kiến nó kiếm củ khoai. Lỡ trót lọt mất rồi thôi đi nha.